Chào các bạn. Ngay bây giờ, trong tiết 4 của môn kỹ năng làm việc trong doanh nghiệp, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu khái quát về kỹ năng tìm việc làm. Tiết học này là phần mở đầu cho chuyên đề 2, kỹ năng tìm việc làm. Ở trong chuyên đề này, chúng ta sẽ tìm hiểu các kỹ năng cần thiết để tìm việc làm trong môi trường luật và môi trường doanh nghiệp, bao gồm kỹ năng chuẩn bị hồ sơ, kỹ năng trả lời phỏng vấn, kỹ năng giao tiếp và thể hiện bản thân. Mục tiêu của tiết học là để sinh viên nắm được sự cần thiết và các kỹ năng tìm việc làm cơ bản, hiểu được quá trình thu thập thông tin của nhà tuyển dụng, áp dụng trong thực tế để có được việc làm phù hợp với mong muốn và khả năng. Để mở đầu có một câu hỏi là các bạn đã có sẵn việc làm chưa? Và các bạn có cần phải rèn luyện kỹ năng tìm việc làm không? Ở đây, nếu chúng ta thấy là cần phải tìm việc làm, cần phải rèn luyện kỹ năng tìm việc làm, thì trước hết chúng ta có thể nghe chia sẻ của sinh viên đã tìm được việc làm, và qua đó chúng ta rút ra những cái bài học, những cái bí quyết khi tìm việc làm. Thứ hai là chúng ta cũng có thể chia sẻ về công việc dự định làm. Trước hết, có một số gợi ý về kỹ năng tìm việc làm như sau. Thứ nhất, không nên chỉ dựa vào thông báo tuyển dụng, mà chúng ta có thể chủ động xác định xem chúng ta muốn làm công việc gì và làm ở đâu, sau đó sẽ làm hồ sơ gửi đến doanh nghiệp mà chúng ta muốn và làm việc ở đó. Thứ hai, thông thường các nhà tuyển dụng có kinh nghiệm chỉ cần 2 phút để xác định được ứng viên có phù hợp với công việc hay không. Cho nên là khi giao tiếp với nhà tuyển dụng thì các bạn có 2 phút để thể hiện mình và các bạn nên tận dụng 2 phút đó một cách khôn ngoan. Thứ ba, hồ sơ trên mạng xã hội của bạn có thể còn tốt hơn cả sơ yếu lý lịch, bởi vì khi nhà tuyển dụng xem xét tiếp nhận các bạn thì bên cạnh việc đọc sơ yếu lý lịch, nhà tuyển dụng có thể tìm hiểu thêm về các bạn thông qua cái hồ sơ của các bạn ở trên mạng xã hội. Thứ tư là các bạn phải thể hiện được sự tâm huyết đối với công việc và công ty. Về kỹ năng chuẩn bị hồ sơ, có thể có một số những câu hỏi như sau. Thứ nhất là nên chuẩn bị hồ sơ theo mẫu hay tự sáng tạo. Thứ hai là nên đánh máy vi tính hay viết tay. Thứ ba là có nên có bản tóm tắt hồ sơ kèm theo hay không. Câu trả lời ở đây là tùy theo từng trường hợp cụ thể, tùy theo khả năng của các bạn. Nếu công việc trong doanh nghiệp đòi hỏi sự sáng tạo thì các bạn nên chuẩn bị hồ sơ một cách sáng tạo. Nếu các bạn viết chữ đẹp thì các bạn có thể chuẩn bị hồ sơ viết tay. Nếu hồ sơ của các bạn nhiều, có nhiều thông tin, tài liệu kèm theo thì có thể có bản tóm tắt hồ sơ kèm theo. Quy trình của nhà tuyển dụng thông thường như sau. Đầu tiên là phần sơ tuyển hồ sơ, thì trong khoảng 30 hồ sơ chẳng hạn thì nhà tuyển dụng sẽ sơ tuyển và chọn hồ sơ để phỏng vấn vòng 1. Ở vòng phỏng vấn thứ nhất thì nhà tuyển dụng từ 10 ứng viên sẽ chọn ra 5 ứng viên để phỏng vấn vòng 2, và trong 5 ứng viên đó thì sẽ chọn ra ví dụ như là 3 người vào làm việc ở trong doanh nghiệp. Nắm được quy trình tuyển dụng như vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ phải chuẩn bị hồ sơ cho tốt để được vào vòng phỏng vấn. Và khi phỏng vấn trong một cái vòng, ví dụ như là trong 10 người để chọn ra 5 người, thì chúng ta sẽ phải tạo ra được cái sự khác biệt và thể hiện là có thể cung cấp những thứ mà doanh nghiệp muốn hoặc là cần. Và trong
Còn phỏng vấn thì các bạn sẽ phải cung cấp những thông tin xác thực và nếu có thể thể hiện cái danh tiếng tốt của mình. Điểm quan trọng nữa, các bạn phải được đúng người phát hiện ra. Có những bạn đi phỏng vấn mà không được tiếp nhận thì cũng có thể là do các bạn chưa được đúng người phát hiện ra. Có những bạn là có khả năng sáng tạo chẳng hạn, nhưng mà khi được tuyển dụng vào một cái công việc mà đòi hỏi sự tuân thủ thì có thể các bạn sẽ không phù hợp. Nhưng nếu các bạn có tinh thần sáng tạo và làm một cái công việc mà đòi hỏi sự sáng tạo thì như vậy các bạn đã được phát hiện ra, các bạn đã tìm được một công việc phù hợp với mình. Ở đây có 3 hạng mục cần chú ý. Thứ nhất là câu chuyện về bản thân. Người ta sẽ đặt câu hỏi là vậy thì ứng viên này thì có cái câu chuyện gì? Có cái gì đáng chú ý? Thứ hai là về kinh nghiệm của các bạn. Và thứ ba là lòng nhiệt tình. Ngay bây giờ thì chúng ta lấy giấy bút ra và làm bài tập như sau. Thứ nhất, nếu phải kể một câu chuyện về bản thân, bạn sẽ kể chuyện gì? Thứ hai, các bạn nêu ra công việc bạn mong muốn làm và có thể làm tốt. Thứ ba, các bạn nêu ra vị trí, công việc mà bạn cảm thấy mình xứng đáng. Tôi sẽ dành khoảng 7 phút để các bạn làm bài tập trên. Gợi ý tiếp theo về kỹ năng trả lời phỏng vấn là khi trả lời phỏng vấn, các bạn nên cố gắng chứng tỏ mình là người mang đến giải pháp giúp giải quyết nhu cầu của doanh nghiệp chứ không thuần túy là người đi xin việc. Và khi phỏng vấn, các bạn cần nêu ra những bằng chứng, những sự kiện và những ví dụ có thực trong những việc làm đã qua của bạn, chứng minh rõ ràng bạn chính là người mà nhà tuyển dụng đang tìm kiếm. Ở đây có 2 câu hỏi đặt ra để chúng ta có thể thảo luận. Câu hỏi thứ nhất là trả lời phỏng vấn có phải là một cách để tiếp thị bản thân hay không? Câu hỏi thứ hai, câu hỏi nào cần cố trả lời khi đi trả lời phỏng vấn? Thế các bạn thử nghĩ xem khi chúng ta trả lời phỏng vấn có nên nói hay nói tốt về bản thân mình giống như là khi chúng ta tiếp thị một món hàng hay không? Và khi trả lời phỏng vấn có những câu hỏi nào chúng ta cần cố trả lời? Có những câu hỏi nào chúng ta có thể bỏ qua? Tôi sẽ dành 5 phút để chúng ta suy nghĩ, trả lời, thảo luận 2 câu hỏi trên. Như lúc trước, tôi có trao đổi với các bạn rằng nhà tuyển dụng có kinh nghiệm có thể chỉ trong 2 phút là đã có thể xác định được ứng viên có phù hợp với công việc hay không. Thì sau đây là quá trình thu thập dữ liệu của nhà tuyển dụng. Nhà tuyển dụng sẽ đặt 4 câu hỏi sau đây. Thứ nhất, không biết người này có cần công việc ở đây hay không. Thứ hai, ứng viên có kỹ năng, kiến thức hoặc kinh nghiệm doanh nghiệp thực sự cần hay không. Thứ ba, ứng viên có thái độ đúng đắn với công việc hay không. Thứ tư, ứng viên có hợp tác được với các nhân viên khác hay không. Đấy chính là 4 cái câu hỏi mà nhà tuyển dụng sẽ đặt ra để xác định xem ứng viên có phù hợp hay không. Biết được quy trình thu thập thông tin của nhà tuyển dụng như vậy, chúng ta có thể chuẩn bị để trả lời các câu hỏi của nhà tuyển dụng một cách tốt nhất. Ví dụ, nhà tuyển dụng quan tâm tới động lực làm việc của các bạn thì sẽ đặt câu hỏi là gì ạ? Là bạn đi làm để làm gì? Thì chúng ta sẽ phải chuẩn bị để trả lời những câu hỏi tương tự như vậy. Chúng ta đã
hoàn thành xong tiết 4 của khóa học kỹ năng làm việc trong doanh nghiệp. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, tương tác. Hẹn gặp lại các bạn trong tiết sau, chuẩn bị trả lời câu hỏi phỏng vấn. Các bạn nhớ chủ động làm các bài tập nếu lúc trước chưa kịp làm.